hai bó bớt 2 ngàn hả? Cái thương gì vậy? Dạ. À, mua 3 bó đi. Để lấy cho con 3 bó này nha. Dạ. Lấy cái bao để vô cho con. Hàng ngày bán được, hàng ngày bán được nhiều không bà? Bán được 3-4 bó à, 1 bó à. Dạ. Trời ơi. Ngày cô bán nhiều nhiêu vậy là bao nhiêu tiền? Lời 60 chục hả? Ngày lời được 60 chục hả? Rồi trả tiền rau đi. Đưa cái mít anh cầm cho. Cái này có 3 cái. Lấy mấy bó vậy? Dạ con lấy 3 bó à. lâu lâu con mới thấy bà đi chợ con hôm nào vô con cái năm người thường lắm con chợ cái năm hả hèn gì con không ra chợ này không thấy này con gửi cho bà là 30 ngàn. Dạ còn ở đây thì con gửi tặng cho bà dạ con gửi tặng cho bà là 400 ngàn của anh chị của gia đình của chị Vân ở Mỹ á để tặng về cho bà cho bà sử dụng ha. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe nha, tụi con đi nha, tụi con đứng đây là chút xíu là tụi con làm mệt á. Lên tụi con hết tiền. Dạ. Sáng giờ bán được nhiều chưa vậy? Chưa, mới có mấy vé mà chưa. À, mấy dạ, thấy cầm nhiều dữ ha. Dạ. À vậy nó nhiêu tuổi rồi vậy? Dạ 67 rồi con. 67 rồi ha. À dạ. Thì ở đây là cũng có gia đình của chị Vân ở Mỹ gửi về tặng cho bà con mình, thì con cũng xin con gửi tặng cho cô nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Dạ. Bây giờ còn có nuôi ai không? Thấy còn lâm lũ dữ vậy? Con cháu thì nó cũng nghèo quá. Dạ. Thành ra thôi kệ còn đi. Dạ. Ngày nào cũng dạ. Đi chứ. Dạ. Dạ. Con mình thì còn rể. Dạ. Xử. Dạ. Rồi, dạ rồi thôi cô giữ gìn sức khỏe nha. Tụi con đi nha. Rồi, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. À, sáng giờ hai chồng đi cũng chưa ăn sáng. Nên là bây giờ thì cũng ghé ăn hủ tiếu chay. Ăn nuôi chay. Ăn nuôi luôn đi, ăn nuôi luôn đi. Cho con hai tô nuôi. À tụi em đang ở ngoài cặp ở ngoài mé sông lên chị. Đây là hàng bán đồ chay nè. Còn ở bên đây là mấy gì bán chè đây nè. Đó. Tụi cũng hay ra ăn hủ tiếu chay ở đây lắm anh chị. À, tụi em đi từ sáng giờ là cũng gần cả tiếng mấy 2 tiếng nha. Đúng rồi, mà nhiều khi mình vậy? đi thì cũng gặp tiền vài người với anh chị. Mà tụi em đặc biệt có đi ở chợ thì mình đi phải lẹ nha, đi mà chậm chân tí xíu là nhiều khi bà con níu áo, bà con níu áo mình. Như hồi nãy á, thấy không, mình không làm giết là như là em đi ra chợ thì mình gặp người nào mà anh chưa tặng á thì mình mới tặng, còn gặp người nào gặp hoài á chị, mình tặng quà thì thấy quen mặt hoài cũng kỳ, nên là thôi thì em cũng tranh thủ đi. Bây giờ cái hai chồng ăn tô nuôi chai xong bắt đầu thì em sẽ đi tiếp nha anh chị nha. Đây tô nuôi ăn tô gì nay nhiêu chị? 20 ngàn. À chanh nè, tàu hũ, thêm tí ớt với lại thêm đồ này cũng vậy nè. Tương. Thôi. Rồi ok. À đây bánh nuôi, bánh canh, hủ tiếu. Có cháo nữa. Bây giờ em xin phép em ăn tí xíu nha. Dạ. Nổi quá rồi. Em mời cả nhà cùng ăn. Nè, năm này giùm em. Hấp dẫn ha. Em mời cả nhà cùng ăn với của em nha. Dạ chào ông, sáng giờ bán được nhiều chưa ông? Bán được mấy chục tạ. Dạ. Thấy trời nắng gà đi bán cực dữ ha. Bán mắc bền lắm. Dạ. Có bữa nắng rồi bữa mưa nữa, thấy giờ cực quá trời luôn. Mưa nắng bán rất dễ. Dạ. Nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 65. 65 tuổi. Dạ. À. Tức sinh 58. Dạ. Thì ở đây sẵn. Ông nói gì không? Dạ, con nãy tờ con tặng quà, con tặng quà cho ông á, cho chú á. Dạ. Dạ. Thì cũng có gia đình của chị Vân á ở Mỹ gửi tặng về cho bà con mình, con cũng gửi tặng cho chú 400 ngàn, chú mua đồ ăn không thì... Dạ. Dạ rồi chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Trước mặt em đây là cũng có một anh vé số chắc khiếm thị rồi anh chị.
Anh ơi, anh bán vé số hả? Dạ. Đi thấy nắng chang chang rồi, thấy đi cực dữ anh. Tốt rồi. Dạ. Hôm nay có quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà con Bến Tre mình ha. Dạ. Đây gửi tặng cho anh đây là 400.000 nè. Rồi đưa tay lên, đưa tay cao lên. Rồi cảm ơn nhiều nha anh. Dạ. Rồi. Hàng ngày đi bán được nhiều dữ không? 80 tờ anh. À rồi anh là nhà ở đâu? Trà Vinh đó. Trà Vinh qua tới bên đây bán hay là mướn trọ bên đây nè. Rồi mướn trọ hết nhiêu tiền tháng nữa anh? Một tháng là tiền điện tiền nước 800 anh. À sao nói chuyện giống người Khmer quá vậy? Khmer hả? À trời ơi, đi lập nghiệp tới bên đây luôn hả? Rồi có gia đình không anh? Cũng mới cưới à, mới lập. À rồi. Thôi thì anh cũng gắng đi bán ha. Dạ rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi anh đi bán ha. Rồi cảm ơn nhiều. Đi coi chừng quẹt vô xe người ta nha. Không phải, tại vì mình thầy vơ nhẹ mà nó không có trốn. Dạ. Tại vì mình không có vơ là nó trốn cái đầu hoài á. Dạ. Dạ rồi thôi anh đi ha. Rồi cảm ơn. Dạ giữ nha. Tiền cẩn thận nha. Rồi. Người Khmer từ bên Trà Vinh qua bên đây mình đi bán vé số anh chị. Qua bên đây thì phải ở thuê mà hết. Ga trái một xíu, ga trái xíu, từ từ nha. Quẹt vô xe người ta. Dạ chào cô. Cô làm công việc gì vậy con? Dạ. Sáng cô bán gì hả? Dạ. Bao nhiêu không cô? Dạ. Thì ở đây con cũng có quà của anh chị gửi về, con cũng gửi tặng cho bà nha. Thì ở đây là của anh chị đây. Dạ. Dạ không, cũng như là tôi con tặng cho cô phần quà để cô mua đồ ăn cho ngon cho có sức khỏe thôi. Dạ, dạ rồi cô nhận đi. Dạ. Cô nhận đi không sao đâu cô. Dạ. Cô nói để cho người khác đi. Dạ sao cô không nhận? Dạ có gì đâu ngại. Dạ cô cứ việc nhận mình để mua đồ ăn ngon cho có sức khỏe. Dạ. Dạ rồi cô giữ gìn sức khỏe nha, tôi con đi nha. Dạ. 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 Dạ bán còn lấy thì là rau len ha cô ha. Dạ. Dạ thôi tụi con mua rồi. Dạ rồi thôi cô về ha, về nghỉ trưa nha, nắng nhiều quá trời luôn. Dạ. 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 Thương cô nghe không? Bây giờ là cô đang chuẩn bị về đó con. Là nhà cô ở đâu là? Dạ. Ít thôi, tụi con lấy ít về đủ luộc được rồi. Dạ. Trời ơi. Vậy là rau này chắc mình tự nhổ hả cô hả? Dạ. Dạ. Ít thôi, rồi được rồi, tụi con cảm ơn. Cô tặng cho tụi em có rau. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Dạ. Thấy thương cô ghê không? Dạ. Cô ơi. Dạ, cô đi bán vé số hả? Bán gần hết chưa? Hết rồi. Dạ. Hôm nay con cũng có quà của Mạnh Thường Quân á gửi tặng cho bà con Bến Tre. Dạ. Dạ. Đây là cô tặng cho cô một phần là 400.000 nha. Dạ. Dạ, ở đây là của gia đình của chị Vân ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chúng nhiều nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi thôi cô giữ sức khỏe ha. Dạ. Chú giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, dạ rồi con cảm ơn. Cảm ơn cô. À, đi đến đây thì em cũng gặp một anh ở đây cũng lượm ve chai nè. Dạ chào anh. Anh lượm ve chai ha anh? Dạ. Lượm ve rồi hàng ngày lượm được bán được nhiều không anh? Bán ít hả anh? À, ngàn á. Mấy chục ngàn à hả?
À, lụm đây hả? Lụm ồ đâu có lon bia nước ngọt ngon ha. Dạ. Nay thì cũng có kinh phí của Mạnh Thường Quân á gửi tặng cho bà con ở Bến Tre mình. Thì đây thì cũng tặng cho anh là tặng anh là 400 ngàn ha. Rồi có gì anh? Em cảm ơn nha. À, rồi ở anh có gia đình không? Dạ không. Anh nay nhiêu tuổi rồi? À, 35, 36 tuổi rồi. À, rồi sao mình không kiếm gì chị làm khác anh? À, dạ, giờ Bến Tre kiếm việc làm khó lắm anh ơi. À, mà rồi đi lụm về rồi lụm nguyên ngày hay sao anh? À, thì ngày đi lụm cũng có, mà đêm lụm cũng có. Dạ, à. Đi về tính ra cũng cực ha. À, rồi thôi thì anh cũng cố gắng giữ sức khỏe để mình đi làm kiếm sống ha. À, rồi, cảm ơn Mạnh Quân nha. À, rồi, thôi anh cứ việc làm tiếp đi ha. À, đây giờ toàn là lá cây không. Múc đeo cái bao tay cho nó an toàn nha anh. Bảy số hả cô? Bán còn nhiều không? Mấy vậy? Dạ. À, đâu coi số nào 36 20. Rồi cô đi bán một ngày bán được nhiều hồi dữ không cô? Trăm vé. Trăm vé hả? Mà đi bán xa dữ không? Xa. À, cô đi bộ vậy không ha, đi xe? Đi bộ, nhiều khi đi xe nữa. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 62 tuổi. À, cũng lớn tuổi ha. À, thì hôm nay thì cũng có kinh phí của Mạnh Thường Quân á gửi tặng cho bà con Bến Tre mình. Đây thì gửi tặng cho cô là 400 ngàn ha. À, cô bán cho con hai vé này thôi ha. Chiều thử coi may mắn không. Dạ. Dạ rồi, để gửi tiền nha. Rồi. Dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha. Thôi dạ. Là... dạ. Thôi là 80. Dạ, thôi là 80 ngàn. Mua nhiều khi chiều coi có may mắn không. Dạ rồi, cô đi bán tiếp ha. Dạ. À, đây từ xa thì cũng thấy có một chú bán vé số này. Chú này thì sống có một mình anh chị. Thấy cũng hơi khờ, thấy rất là hiền. Dạ chào chú, sáng nay bán được nhiều chưa? Nhiều đây à. Nhiều đây à, nhiều thấy còn nhiều dữ vậy hả? Ừ. Bán rồi bây giờ mấy ngày bán được nhiều dữ không? Trăm vé không? Không. À. À, dừng lại để con tặng quà cho chú nè. Hôm nay thì cũng có kinh phí của gia đình của chị Dân ở bên Mỹ gửi tặng cho bà con Bến Tre mình ha. Đây là 400 ngàn. Dạ. Nè, đó. 400 ngàn này là bán được lời được mấy ngày ta? Không. 4 đâu ngày không? Không. Dạ rồi, thôi chú đi bán tiếp ha. Dạ, chào chú. Chú đi lượm cho trai ha, đi mua. Đi mua cho trai hả? Dạ, chân chú bị sao vậy chú? Bị thương. Dạ. À, con tặng quà cho chú nha chú. Dạ, hôm nay thì cũng có kinh phí của Mạnh Thường Quân á gửi tặng cho bà con Bến Tre mình ha. Dạ, đây thì con tặng cho chú, đây là 400 ngàn của chị Vân, gia đình của chị Vân ở bên Mỹ á. Gửi tặng cho bà con mình ha. Dạ rồi, trời giờ nắng quá, đi cực quá ha chú. Dạ. Dạ rồi, thôi chú đi khỏe nha. Chú nó nhìn cái chân có tật rồi mà cũng ráng đi làm đấy anh chị, mình thấy thương. À, bây giờ thì cũng tới giờ buôn bán rồi nên là vợ em về buôn bán rồi anh chị. Bây giờ thì em đi một mình thôi. À, nhà em thì vợ cũng bán rau ua, kem chuối, bánh lăng. Rồi tới mùa này thì mình cũng nấu thêm nước sâm đồ bán đó anh chị. Thật sự thì hai vợ chồng em thì mình cũng làm ăn nhỏ lẻ thôi, dạng như là mình cũng kiếm nhỏ đủ ăn hàng ngày thôi, chứ cô không có giàu có gì đâu anh chị, nên là mình cũng đồng cảm hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà con á, nên là em cũng làm những công việc này thì chủ yếu thì cũng muốn giúp cho bà con ở Bến Tre được phần nào thôi. À, bên đường thì cũng có một cái cô có hay đi lụm ve chai đây. Dạ chào cô, nay khỏe chưa? Dạ, nay khỏe không? Dạ, nay đỡ rồi ha. Vừa hổm thấy trời nắng thấy ngồi thở oxy không hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi sáng giờ đi lụm được nhiều không vậy? Có nhiều đây nè. À, lụm chai nhựa hả? Dạ. Nay không có thùng giấy ha? Dạ, không có. Dạ, dạ. Nay thì
thì cũng có kinh phí mạnh thường quân nên là gặp cô đây thì con cũng tặng cho cô một phần. Đây là 400 ngàn hả cô ha? À, cảm ơn. Dạ, 400 ngàn này để mua đồ ăn cho ngon ngon là có sức khỏe nha cô. Dạ, dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chồng. Dạ, dạ rồi, thôi cô đi tiếp ha. Dạ. Đi nắng quá, coi nghỉ ngơi nha, để dạ. Bệnh nha. Dạ. Dạ rồi, thôi cô đi ha. Dạ, cảm ơn chồng. Dạ. Đừng quá. Dạ, là con đi ha. Dạ. Bây giờ thì một phần quà như vậy là 400 ngàn là bà con mua gạo, nước mắm, nước tương đồ là ăn cũng rất là lâu anh chị. Chứ ai cũng mừng hết trơn. Đâu phải là 400 ngàn là một ngày là kiếm được đâu. Nhiều khi cả tuần thì chưa kiếm được anh chị. Chào bà. Dạ. À thấy xe mình chở nhiều quá chắc là mình cũng đi thu mua hả bà? Mua có lượm có. Đi lượm luôn hả? Ừ. Dạ. Rồi giống như là mình đi trong mấy cái xóm rồi có ai mà bán là mình mua. Còn không còn nếu mà mình gặp dây chai thì mình cũng lượm luôn. Lượm nó bỏ rót á mình lượm. Dạ. À bà chắc nói chuyện con nghe như miền ngoài hả bà? Miền ngoài. Dạ. Ngoài. Quảng Ngãi hả? Ừ. Dạ, giống như ở trong phường 6 hả? Ừ. Con hồi kỳ con có vô một cái khu vực mà ở phường 6 không toàn là những người lượm dây chai đó. À. Những người mua dây chai rồi ha. À. Dạ. Thì đây sẵn thì đây con tặng cho bà một phần quà nha. Dạ. Dạ, đây thì con dạ. Đây thì cũng có kinh phí của chị Dân tặng cho người dân là 400 ngàn thì con tặng cho bà luôn ha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Trưa giờ đây ngồi nghỉ trưa ha. Dạ, phải có ai là nhận chưa? Dạ, hồi nãy con thấy bà đẩy lên cây cầu đây thấy nặng quá trời nặng luôn. Nặng. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 77 rồi. Trời đất ơi, 77 mà còn đi cực quá trời. Không phải là không có tiền, không có là không có đồ ấy. Dạ. Ơi, mới vô trong này đi làm vậy dạ. Để mà có kiếp ngày cái năm ba chục. Dạ, ừ. Cũng như ở ngoài đó nó hơi khó sống ha. Đúng, khó. Dạ. Làm ở ngoài đó không có làm gì mà. Dạ. Rồi thôi thì bà nghỉ ngơi rồi bà đi làm tiếp ha. Con rồi, đi về rồi. Nha. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, con về. Rồi, rồi. Dạ. À, bây giờ thì 20 phần quà em cũng đã tặng xong hết cho bà con rồi anh chị. Bây giờ thì em đi tìm tới ông ba mà đẩy xe lôi đi lượm dây chai á, tặng thêm một phần quà nhiều hơn những người này. Thì do là gia đình chị Dân thấy ông ba đẩy xe lôi đi lượm dây chai rất là khó khăn nên là cũng tặng cho ông ba là 2 triệu. Thì bây giờ em đi tìm ông ba nữa, em tặng ông ba nữa là xong cái chương trình buổi sáng hôm nay ha. Thì cũng thay mặt bà con ở Bến Tre em gửi lời cảm ơn đến gia đình của chị Dân rất là nhiều ha. Dạ con chào bà. Dạ. Dạ con chào ông ba. Dạ. Mấy ngày có đi lượm dây chai nổi không? Cũng bình thường nha. Dạ, ông ba khỏe quá trời luôn. Nay giờ trưa về nghỉ trưa hay sao ông ba? Nói đi 12 giờ đi. 12 giờ mới đi ha. Dạ. Rồi phơi dài đi hả ông ba? Phơi giấy bà mũ á. Dạ. Không bán. Dạ. Kiếm tiền thêm thôi. Dạ. Sống đủ. À, sáng con chạy vòng vòng con kiếm ông ba hoài mà con không có thấy nên là thôi con đi vô nhà luôn. Đó, sáng chừng 7 giờ đi về. Dạ nhà con ở phường 3. Rất chiều á. Dạ. Rất chiều ở chừng mà cho chừng gần 2 giờ mới rồi ở sao khách sạn Vũ Úc mới dạ. Tổ phường 3 như một lần vậy. Dạ thì đó thì ở đó con chạy vòng không có thấy. Dạ, rất trưa mới có. Dạ. Con quán gì? Dạ con đi bán dưa u á. Ủa bà năm nay nhiêu tuổi bà? 7 mấy rồi con. Dạ dạ. Hôm nay thì cũng có gia đình của chị Dân á tặng cho ông ba là 2 triệu. Đây dạ. Ông ba cầm giùm con ha. Dạ, chụp hình luôn phải không? Dạ, chụp hình luôn. Dạ, mặc áo nha. Dạ, thôi được rồi. Trời trưa nắng quá trời, mặc áo gì nữa. Giờ con đang ghi hình luôn rồi. Dạ. Dạ, đây là kinh phí của gia đình của chị Vân. Ở dạ. Bên Mỹ á, tặng dạ. Cho ông ba là 2 triệu. Thấy dạ. Ông ba trời trưa nắng mà đẩy cái xe lôi đi mà đi lượm dây chai thấy cực khổ quá trời luôn. Dạ. Dạ. Rồi thì thôi không? Rồi, cảm ơn cổ nha. Dạ. Cảm ơn tất cả gia đình luôn. Dạ. 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 Rồi chú nha. Dạ. Ai chỉ chú vô cho em biết ai vô dạ. Đây. Con đi hỏi ngoài ở ngoài hỏi mé ngoài người ta chỉ vô.
Dạ rồi. Cảm ơn con nhiều nha con. Dạ rồi, thôi ông ba nghỉ khỏe nha. Ông ba nghỉ khỏe, trưa đi làm tiếp ha. Dạ. Dạ, dạ rồi con về nha bà. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Đây là cái xe này của ông ba, là ông ba dắt làm cái chân đây nè anh chị. 47 năm rồi đó. 47 năm cái xe này nè. À, quá trời quá đất ha. Trước này 5 chiếc đó. Dạ. Rồi về cái ông ba phải phơi mấy cái giấy đồ, phơi ni lông rồi ra rồi khô đặng bán ha ông ba ha. Dạ. Trước thì xe Bến Tre này 500-600 chiếc, rồi sao cũ đổi, muốn hư đổi, dạ. Đổi bù tiền. Dạ. Bây giờ dẹp hết rồi, còn Bến Tre này còn chừng 5-6 chiếc à. Dạ. Dạ rồi thôi con về nha. Dạ, dạ, dạ rồi ông bà nha. Vô nghỉ nha. Dạ dạ. Dạ. Thì em dạ, cũng dạ. Dạ xe con để bên đây. Dạ. Dạ. Trở đầu đấy hả? Dạ dạ. Thì em cũng ghé tặng cho ông ba là 2 triệu kinh phí của gia đình của chị Dân gửi tặng ha. Thì em cũng thay mặt bà con Bến Tre cảm ơn đến gia đình chị Dân rất là nhiều. Video em sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Cô Dân nha. Dạ. Cảm ơn nhờ gia đình cô Dân luôn. Dạ, dạ rồi con về. Dạ.